Xin chào quý vị, có ai nhận ra đây là hình ảnh ở khu vực nào không ạ? Vâng, đây chính là hình ảnh của sân bay Phan Thiết nha quý vị. Đây là đường dẫn vào sân bay Phan Thiết. Hiện nay, đường dẫn đang được triển khai thi công, san lấp và trải nhựa. Đường dẫn này thì theo văn học bay thì nó khá là dài quý vị ạ. Lycam bay mà khoảng 3 mấy km ấy, mà vẫn chưa tới luôn á. Cho nên đường dẫn này thì chim bay có thể gãy cánh luôn. Và đi vào chi tiết hơn về cái thông tin sân bay này thì văn học sẽ cập nhật những cái thông tin liên quan như sau. Mục tiêu là nâng cấp sân bay Phan Thiết nhằm khai thác cái chặng bay từ Phan Thiết đến Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn và ngược lại. Và trong tháng 10 thì Thủ tướng Vũ Văn Kha, quyền tư lệnh quân chủng phòng không không quân đã có cuộc làm việc với ông Lê Tấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về cái dự án cảng hàng không Phan Thiết. Sân bay Phan Thiết được điều chỉnh từ cấp 4C lên cấp 4E với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo cái tiến độ đưa toàn bộ hạng mục hoàn thành sớm, đoàn công tác đề nghị tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh cái tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất thuộc dự án, sớm lập phương án di dời cái đường điện 220 kV ảnh hưởng đến cái sân bay. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất để xây dựng cái cảng hàng không Phan Thiết với diện tích là 545 ha, bao gồm mặt sân bay 543 ha. Và đài dẫn đường đó là 2,562. Tỉnh đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý 150 ha diện tích đất quân sự. Riêng đài dẫn 2,56 ha đang triển khai thủ tục để đất giao cho Bộ Quốc phòng. Đối với khu nhà công vụ, tổng diện tích đất thu hồi là 10 ha. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận và Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đang tiếp tục mời các cái hộ dân vận động nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng còn lại. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng giao cho các nhà đầu tư BOT quản lý 114 ha đất khu hàng không dân dụng. Tại buổi làm việc, ông Lê Tuấn Phong nêu, dự án cảng hàng không Phan Thiết đó là một cái công trình trọng điểm, do đó tỉnh sẽ triển khai thực hiện các cái công việc liên quan với cái tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm góp phần đảm bảo tiến độ của dự án. Liên quan đến cái kiến nghị của đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường cùng các địa phương liên quan khẩn trương triển khai dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cái đường dẫn và khu nhà công vụ. Dự án sân bay Phan Thiết được Thủ tướng đồng ý chủ trương từ năm 2014, đồng thời giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đó là cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2016 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận lựa chọn phương án và ký kết với Công ty Cổ phần Rạng Đông về việc xây dựng cái dự án theo hình thức BOT. Và vào ngày 29 tháng 8 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh cái quy hoạch sân bay Phan Thiết từ 4C lên cấp 4E. Theo Cục Hàng không Sân bay Việt Nam, sân bay Phan Thiết được điều chỉnh quy hoạch từ sân bay 4C lên 4E để phù hợp với quy hoạch mạng hàng không sân bay toàn quốc. Mục tiêu nâng cấp sân bay nhằm đáp ứng cái nhu cầu khai thác chặng bay Nội Bài Phan Thiết, Vân Đồn Phan Thiết, Cát Bi Phan Thiết và máy bay Cốt Air trong giai đoạn đến 2030 cũng như khai thác các loại máy bay quân sự, dân sự hiện nay. Khi điều chỉnh sân bay Phan Thiết, các cơ quan liên quan đã kéo dài cái đường cất hạ cánh sân bay từ 2.400m lên 3.050m, mặt đường lăn 23m, dải lăn rộng 43,5m đáp ứng các cái tiêu chuẩn. Sân bay, sân đỗ máy bay cũng được mở rộng gồm 2 cái đường bay Cốt E và 4 đường bay Cốt C. Nhà ga hành khách Phan Thiết được mở rộng từ 5.000m đến 19.200m2 để đạt công suất thiết kế 2 triệu lượt khách một năm. Với quy hoạch điều chỉnh, sân bay Phan Thiết sẽ được chia làm 3 khu. Khu bay dùng chung cho cả mục đích dân dụng và quân sự. Khu phục vụ hàng không dân dụng gồm sân đỗ máy bay hàng không dân dụng và công trình hàng không dân dụng nằm độc lập. Khu quân sự dành riêng cho máy bay quân sự và hạ tầng kỹ thuật quân sự. Vốn đầu tư dự án được xác định từ hai nguồn vốn. Vốn huy động từ nguồn kinh phí dự phòng của khu bay quân sự để đầu tư kéo dài cái đường cất hạ cánh và đường lăn. Phần vốn đầu tư khu hàng không dân dụng sân bay được huy động từ nhà đầu tư BOT, Công ty Cổ phần Rạng Đông. Vâng, hình ảnh quý vị xem đây là hình ảnh của sân bay Phan Thiết đang trong quá trình san lấp. Và trong thời gian sắp tới thì bạn học sẽ cập nhật thêm quý vị những cái thông tin hữu ích liên quan đến sân bay Phan Thiết, một trong những cái tiện ích thu hút rất là nhiều lượt khách trong nước di chuyển đến đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video này. Nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho bạn học nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.